Ngày 14 tháng 12, VietinBank tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở chính và trực tuyến tại hơn 170 điểm cầu trên toàn hệ thống. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank cho biết, hội nghị sẽ giúp các cán bộ, đảng viên, người lao động VietinBank nắm vững, hiểu sâu sắc, kịp thời, đầy đủ về những chủ trương, chính sách và sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ ngành năng lượng đối với sự phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Đồng thời giúp các cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đúng, đầy đủ về các chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 3 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, đồng thời kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn đơn vị công tác của mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Sau khi lắng nghe các nội dung do báo cáo viên Trung ương Nguyễn Thị Tiếp quán triệt tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ đã quán triệt các nội dung cơ bản về việc triển khai các nghị quyết. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Đức Thọ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị lựa chọn những nội dung phù hợp để xây dựng chương trình hành động các cấp và tổ chức triển khai thực hiện. VietinBank, nâng giá trị cuộc sống.